Anh chàng này sở hữu kỹ năng điều khiển tay lái thuộc hàng thượng thừa, chỉ cần ngồi trước bánh lái là anh trở thành một con người hoàn toàn khác, có thể bẻ cua 180 độ qua mắt cảnh sát ngay tức thì, né tránh vật cản bằng hai bánh mà vẫn giữ được tốc độ, thậm chí là phóng xe từ máy bay trên cao xuống mặt đất, anh cũng chỉ xem là chuyện nhỏ như con thỏ. Tuy là rất xuất sắc, nhưng anh không đơn phương độc mã chống lại kẻ địch, bên cạnh anh có sự hỗ trợ đắc lực từ những người đồng đội vào sinh ra tử. Nội dung chi tiết như thế nào, cùng mình theo dõi bộ phim hôm nay nhé. Jong Wook cùng cậu bạn vừa đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc, sau chuỗi ngày bôn ba lang thang kiếm cơm nơi đất khách quê người, có ngày anh bạn thân lái taxi tới đón. Nam chính vô cùng bất ngờ khi thấy ngôi làng bây giờ đổ nát chẳng khác nào bãi rác. Hóa ra do Seoul chuẩn bị đăng cái tổ chức Olympic, nên chính quyền muốn cải thiện bộ mặt thành phố, quyết định di rời giải tán mấy xóm nhà lá. Nhưng chẳng hiểu sao cải tạo kiểu gì mà nhìn càng nát hơn. Đang đi thì đột nhiên họ bị hai chiếc xe đằng sau truy đuổi. Ganchi kẻ thù không đội trời chung với nam chính cũng xuất hiện. Trước sau đều có kẻ địch, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên nam chính vô cùng bình tĩnh nhấn ga tăng tốc. Lúc sắp va chạm chiếc xe phía trước anh lập tức đánh lái, sau đó chạy vòng tròn làm cho bụi đất xung quanh bay lên mù mịt. Rồi anh hả hê rời đi bỏ lại đám chồn hôi đang vất vả hô hấp. Nam chính vô cùng vui mừng khi được những người bạn thân mở tiệc chào đón. Anh ngồi lên chiếc xe cũ nhớ lại những kỷ niệm khó quên. Nhóm bạn đang vui vẻ hàn huyên chuyện cũ thì đột nhiên một vài người trông rất nghiêm túc xuất hiện. Gã cầm đầu tự giới thiệu là công tố viên. Ông ta tự nhiên như rồi lục lọi đồ đạc trong nhà, rồi còn đe dọa hoạt động phi pháp của nhóm bạn đã bị ông ấy nắm bắt từ lâu. Jong Wook mang tội danh vận chuyển trái phép ngoại tệ vào trong nước, cô em thì can cái tội độ xe phá làng phá xóm, anh taxi phạm tội lái xe không chính chủ, Derry thì lừa gạt con gái nhà lành, còn chú em tóc xoăn đi theo kẻ phạm tội cũng bị kết có tội, đáng nhẽ phải tống hết cả đám ngồi tù. Nhưng thấy bỏ phí tài năng của họ như vậy thì thật là đáng tiếc. Công tố viên muốn cả nhóm làm việc cho mình để đổi lấy tự do, không còn cách nào khác nhóm bạn đành phải gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ của họ là đánh cắp tập hồ sơ ghi chép việc làm ăn phi pháp của chủ tịch Kang. Bà ta đứng đầu đường dây cho vay nặng lãi và rửa tiền. Trợ thủ đắc lực của bà ta là trưởng phòng Lee, một cựu quân nhân. Để dễ dàng tiếp cận bà Kang, họ phải tham gia một cuộc thi do bà ta tổ chức. Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch, tân trang lại chiếc xe, đánh dấu đường đi trên bản đồ. Hôm sau nhóm của nam chính có mặt tại địa điểm quy định để nhận thử thách. Không ngờ là tên đầu chọc cũng tham gia, hắn thề sẽ hạ bệ nam chính. Đề bài khi đó là đội nào có thể đem được món đồ về tới đích trước sẽ giành chiến thắng và có cơ hội làm việc với bà Kang. Cô trọng tài vừa phát hiệu lệnh bắt đầu, các nhóm tham dự đã nhanh chóng nhấn ga lao đi như muốn lên bàn thờ. Theo chỉ dẫn trong bản đồ đã chuẩn bị trước, nam chính dễ dàng chọn được tuyến đường ngắn nhất. Tuy nhiên đối thủ cũng không phải dạng vừa, một chiếc xe bám đuổi theo sau sát nút. Xe họ xịn sò thế kia cơ mà, mình bơm nhiên liệu bằng tay vậy có ổn không? Nam chính nhanh trí áp sát, khiến xe của tên kia mất lái đâm vào một cửa hàng. Vậy là đã loại bỏ một em. Con đường trước mắt quá nhỏ hẹp, bất chợt có một người phụ nữ trong hẻm đi ra. Rất may mắn nam chính điều chỉnh kịp thời, chiếc xe bám tường né được nên không gây ra tai nạn đáng tiếc. Họ băng qua khuôn viên trường đại học, bị cảnh sát phát hiện đuổi theo. Ra tới đường lớn, nam chính va chạm với anh bạn cũ, khiến xe của hắn gặp vấn đề phải dừng cuộc chơi tại đây. Một tên mang vest bóng bẩy phóng lên vượt mặt nam chính. Lúc này Yeon Hee đóng giả làm cảnh sát kiểm tra giấy tờ chặn hắn lại, rồi tiện tay chọc thủng bánh xe. Nam chính thuận lợi vượt lên về đích đầu tiên. Tới khách sạn họ được dẫn vào căn phòng, bên trong đang tổ chức tiệc tùng bay lắc. Cậu bạn Derry cũng đã chọn cho mình được một vị trí thuận lợi. Chủ tịch Kang sẽ thuê họ vận chuyển vài chuyến hàng đặc biệt, mỗi chuyến trả công 10 triệu, tổng cộng 10 chuyến. Nghe tới đây ai nấy cũng đều há hốc mồm biểu lộ sự vui mừng. Duy chỉ có nam chính rất bình tĩnh trả giá. Anh muốn 10 triệu cho mỗi người, nhận thấy tài năng và cá tính của Jong Wook làm bà Kang có phần thích thú, tiền đối với chị không thành vấn đề. Bà ta vui vẻ đồng ý, nhưng không quên nhắc nam chính, nếu như để xảy ra sai sót gì thì hậu quả sẽ vô cùng đau đớn. Sau đó họ tới tìm công tố viên muốn mượn vài chiếc xe dùng tạm. Nhưng gã này rất kỳ bo, xe mới thì để trưng, chỉ cho mượn vài em cũ nát. Lúc này họ tới gặp bà Kang để nhận nhiệm vụ, làm việc xấu nhiều quá hay sao, mà lễ chùa nhìn nghiêm túc vậy kín. Bà ta dẫn họ tới một kho chứa 50 tỷ won, bởi vì đây là tiền bẩn, nên bà mới cần phải thuê bên ngoài vận chuyển. Công việc của họ rất đơn giản, đó là chở số tiền tới nơi tập kết an toàn, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm. Cả nhóm nhìn thấy số tiền khổng lồ liền sáng hết cả mắt lên. Tiền hay lắm, ít mà nhiều thế này. Họ trở về tân trang lại cho dàn xe, thay lốp tăng cỡ, còn thân xe thì thay bộ giảm sóc. Rất nhanh chóng những phi vụ đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Đôi lúc có gặp mấy anh cảnh sát tuần tra đêm, nhưng chỉnh lái mấy anh còn yếu lắm. Nam chính nhanh chóng đánh lái quay đầu xe một cú thần sầu, tắt máy đậu xe bên đường, cảnh sát đi qua mà không hề hay biết. Cứ như vậy cuộc sống của họ bắt đầu rủng rỉnh, mua sắm đồ hiệu lè loẹt khỏi phải nói tới. Tối hôm đó cả nhóm dẫn nhau lên bar, ăn chơi nhảy múa gây rối trật tự khu phố. Ngày hôm sau được lên luôn bản tin sáng của FC Review. Trong lúc nam chính và cu em đang di chuyển trên đường thì bỗng nhiên có hai chiếc xe tải áp sát. Nam chính nhận thấy có việc chẳng lành, anh nhanh chóng tăng tốc vượt lên phía trước. Nhưng lúc này góc cua đằng trước có một chiếc xe đang chắn ngang đường, quá bất ngờ làm nam chính phải đánh lái gấp, khiến chiếc xe mắc kẹt lại bên lề đường. Tên trưởng phòng Lee bước xuống, dẫn theo cô em gái và anh taxi đang bị trói. Hắn dí súng vào đầu cô gái ép nam chính phải nói ra đã gặp ai, biết rằng nếu mà khai ra thì sẽ chết thê thảm hơn. Vì vậy dù rất sợ hãi, nhưng tất cả vẫn nhất quyết không thừa nhận. Thấy nam chính liên tục thách thức, tay Lee quyết định giải quyết anh trước. Bất ngờ thay đó chỉ là khẩu súng nước, tay trưởng phòng chỉ đang thử thách cả nhóm, suýt chút nữa khai ra là tiêu rồi.
Hắn không quên nhắc nhở lũ nhóc đừng có mà lơ là làm hỏng việc lớn. Nam chính cảm thấy sự việc đã đi quá xa, anh tìm tới gặp công tố viên nói cả nhóm sẽ rút lui. Giờ anh không cần ông ta bảo lãnh nữa, anh sẽ tự đưa bạn mình đến một nơi an toàn. Khi đó anh bạn Daisy tìm cách tán tỉnh cô thư ký riêng của bà Kang, có vẻ cô nàng cũng có tình cảm với anh ấy. Nhân lúc cô nàng không để ý, Daisy nhanh tay sao chép lại chìa khóa. Lúc trở về nhà thấy mọi người có phần ủ rũ, còn Jong Wook đang thu dọn hành lý. Hỏi ra thì mới biết chuyện Tay Lee vừa mới làm. Anh bạn cố gắng thuyết phục nam chính, hãy cùng nhau làm xong nhiệm vụ này. Nam chính lớn tiếng trách móc cậu bạn, chỉ nghĩ tới sở thích màu mè của mình, không quan tâm tới an nguy của người khác. Hai người bạn xảy ra tranh cãi, anh Daisy không muốn bỏ chạy, mặc kệ nam chính những người khác quyết định sẽ hoàn tất nhiệm vụ. Lúc này chủ tịch Kang có việc ra ngoài, anh Daisy tới chỉnh lại dàn nhạc, Eon Hee cải trang thành tạp vụ. Daisy cố tình tạo ra âm thanh thật lớn làm vệ sĩ chú ý. Bên trong phòng, Eon Hee nhanh chóng lục lọi giấy tờ, cuối cùng cũng phát hiện ra tập hồ sơ. Nhưng khi ra ngoài lại bị nhân viên phát hiện đuổi theo. May mà nam chính xuất hiện kịp thời, kéo tay cô vào căn phòng tránh được. Nam chính và Daisy tìm tới phòng làm việc của công tố viên để đưa tài liệu. Nơi đây vắng vẻ lạ thường, giấy tờ rơi vãi bừa bộn, cảm nhận có điều chẳng lành họ nhanh chân rời đi. Vừa ra tới bên ngoài thì chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Công tố viên bị xô từ trên lầu xuống, khắp người ông ấy là máu me. Thì ra trưởng phòng Lee đã đặt máy nghe lén, phát hiện ra nhóm thanh niên là gián điệp. Nam chính cố gắng khởi động chiếc xe, phía sau Daisy chạy không kịp bị bắt lại. Dù bị đánh đập nhưng Daisy vẫn cố gắng giữ chân Lee. Anh dặn nam chính nhanh chóng tháo chạy về báo tin cho những người khác. Thấy người bạn cố gắng như vậy, nam chính cũng đành đạp ga chạy thoát. Lúc này trên TV phát lệnh truy nã cả nhóm. Bà Kang đã sắp xếp đổ tội cái chết của công tố viên cho họ. Phía bên này mặc dù bị đánh đập tra tấn đau đớn, nhưng Daisy vẫn nhất quyết không phản bội bạn bè. Nam chính biết họ đã bị dồn vào đường cùng, không còn đường để chạy, chỉ còn cách quay lại quyết đấu một trận sống chết mà thôi. Đợi trời tối, cả nhóm bí mật theo dõi chuyến hàng đang được vận chuyển. Khi cánh cổng ngôi nhà mở ra, xe hàng vừa vào bên trong, bảo vệ chưa kịp đóng cửa, anh taxi nhân cơ hội đó tăng tốc đâm thật nhanh, thành công vào bên trong nhà riêng của trưởng phòng Lee. Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy đám nhóc này, ăn gan hùm hay sao mà dám tới đây nạp mạng. Jong Wook bật đoạn băng ghi âm lên cho hắn nghe. Thông qua cuộc hội thoại giữa bà Kang và các quan lớn, giờ thì hắn đã nhận ra mình chỉ là kẻ thế mạng cho bà chủ tịch. Sau khi nghe xong, hắn vô cùng tức giận. Nam chính cho hắn hai lựa chọn, một là hợp tác chơi lại bà Kang, hai là trung thành rồi một mình gánh lấy toàn bộ tội lỗi ngồi tù. Dĩ nhiên là hắn phải tìm đường sống cho mình rồi. Hắn đồng ý hợp tác nhưng sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Rồi ngày diễn ra thế vận hội cũng tới. Theo lịch hôm nay bọn chúng sẽ thực hiện vận chuyển nốt chuyến hàng cuối. Tiền được chuyển lên xe nam chính, Lee và thuộc hạ của hắn bám sát theo sau. Đợi bọn chúng rời đi hết, cô em gái giả dạng làm nhà sư đưa đồ ăn, thành công giải cứu Daisy. Đoàn xe đi được một đoạn thì nhận được hiệu lệnh của cậu em. Nam chính đánh lạc hướng tên thuộc hạ ngồi kế bên, rồi anh tấn công bất ngờ đẩy hắn ra ngoài. Thấy có biến, Lee lệnh cho đàn em bằng mọi giá phải chặn chiếc xe lại. Lee điên tiết quát mắng yêu cầu nam chính dừng xe. Giờ thì Jong Wook rất là hả hê khi thấy bộ dạng lo lắng của hắn lúc này. Anh taxi cũng nhanh chóng xuất hiện, trợ giúp nam chính tách đuôi mấy chiếc xe. Nam chính đánh lái vượt lên chiếc xe đằng trước, rồi tăng tốc vọt đi. Xe của anh taxi bị đâm sau đuôi, anh cố gắng bẻ cua thoát được, nhưng lại bị một tên khác tông lật đổ. May mắn lúc này Daisy vừa mới tới, chạy lại kịp thời đưa anh taxi thoát ra trước khi con xe phát nổ. Bên này Lee đuổi theo nam chính tới đường phố đang diễn ra diễu hành. Vì gây ra náo loạn trật tự, họ bị xe cảnh sát đuổi theo sau. Khi đó nhóm mô tô kéo tới, tạt sơn lên mấy chiếc xe bám đuổi phía sau làm chúng mất tầm nhìn. Tên Lee vẫn dai dẳng kiên trì đuổi theo nam chính. Khi tới trước cổng kiểm soát quân sự, nam chính lái nghiêng chiếc xe, dễ dàng lách qua hàng rào bảo vệ đi vào bên trong. Một chiếc xe khác bám đuổi theo sau tông phải khúc gỗ khiến xe bị lật. Lee chạy tới nơi ra lệnh cho bảo vệ dẹp đường. Phía bên này bà Kang nhận được tin báo, liền vội vàng chuẩn bị lên máy bay tẩu thoát. Khi đó Lee bám đuổi rơi súng bắn nam chính, đồng đội anh từ đằng sau chạy tới đột kích hắn. Cuối cùng anh Daisy chạy tới đúng lúc đâm một cú chốt hạ. Nam chính cố gắng đuổi theo chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, anh Daisy lấy đà đẩy giúp xe nam chính leo lên thành công. Bà Kang vô cùng bất ngờ khi thấy nam chính xuất hiện, anh bật máy quay được lắp trên xe lên, rồi bước xuống tiến thẳng tới trước mặt bà ta liên tục khiêu khích. Mụ ta tức giận thẳng tay tát nam chính một cái, anh chạy lên thùng xe hất đổ các thùng tiền làm náo loạn đám bảo vệ. Bà Kang liên tiếp rút súng ra nhắm bắn anh. Nam chính nhanh chóng ngồi lên xe lái lùi lại hất văng mụ già. Anh lấy đà đâm thêm một nhát, ai ngờ con mụ này nhảy ra kịp thời, không may đuôi xe mắc phải tấm lưới, không thể di chuyển được. Bà Kang định dùng súng kết liễu anh, nhưng khẩu súng đã hết đạn. Nam chính đạp hết ga, chiếc xe dịch chuyển kéo số tiền phía sau đi theo. Chiếc xe lao ra ngoài máy bay rơi xuống với tốc độ cao. Xui thay lúc này dù lại bị kẹt không mở được, chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét, anh cố gắng ra sức dùng chân đạp, cuối cùng dù cũng bung ra kịp lúc. Tuy phần đầu chiếc xe có hơi hư hỏng, nhưng người thì nguyên vẹn an toàn. Những tờ tiền trên bầu trời rải rác rơi xuống. Cuối phim, nam chính giao đoạn băng ghi hình và hồ sơ cho bên điều tra. Bà Kang và đồng bọn bị bắt ngồi tù, còn anh cũng đã nhanh tay cất giấu.